Hi, xin chào các bạn. Thì hiện tại có một chiếc Winner X lắp cản HRV. Thì lâu nay mình không có quay cản HRV thì tiện thể mình quay cho các bạn xem luôn. Đây là cản HRV cho Winner. Gắn lắp ráp như riêng nha các bạn. Đó. Cái đế của nó đâu? Chưa cái đế ra. Cản HRV là có sẵn luôn cái ba ga, cái đế gắn. Đây. Thì cái cản HRV này bên mình có giá bán là 900 ngàn lắp cho Winner X với lại Winner V1. Và bên mình có đầy đủ tất cả các mẫu thùng GV. Thì mình sẽ quay lại các mẫu thùng GV cho các bạn xem. Đây, tất cả các mẫu thùng GV bên mình. Đây là bộ Smart Key của Honda cho Winner V1. Thì khách này lắp bên mình xong rồi thời gian họ đi họ mất chìa khóa. Nên đây bây giờ họ ghé qua bên mình là chép chìa khóa mới. Chìa khóa của Honda nha các bạn. Đây. Honda Việt Nam, xuất xứ, nói chung là đầy đủ hết. Bây giờ mình sẽ chép và mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn ở xa mà các bạn bị mất khóa, các bạn có cơ hội các bạn chép được cái chìa khóa. Trong này có bốn cái câu chi này, bốn câu chi này, đó mình sẽ rút cái câu chi ở bên này để xe cua này, đó câu chi xe cua này mình rút ra cắm vô câu chi giữa, cắm vô chi giữa này, câu này thì không cần thiết, đó cái này để lại cái này, cắm vô đây. Cái thứ hai là bắt đầu mình sẽ qua đây, mình lấy cái chi trên cái chi, trên cái chi cũ, trong cái chi cũ, chi cũ sẽ có một cái mã này, trên chi cũ sẽ có cái mã đi này, đó mình sẽ bắt đầu nhấn lên thứ nhất là đèn nó sáng. Nhấn lên đèn sáng này, bắt đầu mình sẽ nhập mã. Nhập mã mình nhấn số 1 thì mình sẽ nhấn một lần. Nhấn một lần là giữ để nó cho nó nào đèn nó được chớp. Mình chớp một cái. Bắt đầu mình sẽ nhấn lại lần thứ hai, bắt đầu nhấn thứ mã thứ hai này. 6 cái thì mình nhấn 6 lần. Nhấn 6 lần để một tí cho đèn nó chớp. Nó chớp cái bắt đầu nhấn tiếp, nhấn hết mã. Hết mã thì khóa sẽ cái tắt một cái. Tắt tắt nhỏ thôi, bắt đầu mình bật khóa lên. Mình bật khóa lên nó bắt đầu cái chìa này mình phải bật lên này. Lúc đầu nó sẽ tắt. Đó lúc đầu nó sẽ chuyển đỏ này, vừa xong là mình sẽ bật cái này lên là chuyển qua màu xanh là xong rồi, là xong, là xong, mình rút cái chìa khóa ra, rút cái câu chì ra, cắm là bình như bình thường. Xem gia tăng. Winner X lắp cái cản HRV nhìn rất là cứng cáp. Bây giờ là mình sẽ lấy một cái thùng gắn lên cho các bạn xem nha, để các bạn hình dung được là cái cản HRV bỏ thùng lên nó như thế nào. Thì đối với những anh em nào mà nếu mà đi được thùng đôi á, thì cái sản cản đây nè, cái cản HRV á, các bạn gắn thùng đôi nó rất là đẹp, chắc chắn hơn là những cái cản thường mà gắn thùng đôi lên. Mở đèn. Đó, cái thùng gắn lên xe nó nhìn nó rất là cứng cáp nha các bạn. Cái dòng thùng này nó có luôn cái đệm lưng luôn. Phần đây là phần mình móc cái lưới để mình cột đồ. Thì các bạn cứ ghé qua địa chỉ 171 Lê Độ, các bạn lắp thùng lắp cản đầy đủ nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở video lần khác. Xin chào và hẹn gặp lại.
đánh đánh đâu.